Mình đã kiếm lời như thế nào từ việc bán hàng đa kênh? Đó chính là lời qua tiếng lại với chồng, rồi lời qua tiếng lại với nhân viên, vì bị thất thoát doanh thu nhưng mà không có kiểm soát được. Hồi đầu mới mở shop là hai vợ chồng của Huyền cứ như vậy mà bán thôi, chưa có biết cách quản lý dòng tiền gì hết á. Nhờ chất lượng sản phẩm của mình tốt với lại khách hàng cũng ủng hộ cho nên là trộm vía làm nên ăn ra. Hiện tại là mình cũng kinh doanh đa nền tảng và nhiều kênh khác nhau cho nên á là có lúc nguồn tiền cứ rối tung lên hết, không có biết tính toán thế nào luôn. Rồi không kịp để check thông tin giao dịch từ mấy bạn nhân viên nữa nên là cũng để thất thoát một số. Rồi sẵn đây á thì Huyền cũng mới tìm được một cái giải pháp này rất là hay. Huyền chia sẻ cho mấy anh chị em vừa mới kinh doanh luôn nè, để khỏi phải đau đầu bực dọc giống như hai vợ chồng của Huyền lúc trước. Thì hiện nay Huyền cũng đã tìm được đồng minh thông thái rồi, giải pháp quản lý cửa hàng trên ACB One, không cần ở cửa hàng mà vẫn quản lý siêu nhàn luôn. Giải pháp này hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng ACB One, giúp chủ shop chia sẻ thông báo giao dịch với nhân viên tức thời. Shop nào mà có đông nhân viên là dùng chuẩn bài nha, chủ shop và nhân viên không cần phải check qua lại giao dịch xem thành công hay chưa. Shop mà ngay cái thời điểm hàng hóa nhiều là không kiểm soát nổi luôn, và đặc biệt là không lộ số dư nha, chỉ có chủ mới biết được thôi. Đối với mình thì tính năng hữu dụng nhất là tự động thống kê doanh thu qua tài khoản cửa hàng. Từ tài khoản chính cá nhân nào mình có thể tạo được nhiều tài khoản và mã QR để nhận tiền riêng cho từng cửa hàng, giúp tách bạch dòng tiền giữa từng điểm bán rất là hiệu quả nha. Từ đó việc theo dõi doanh thu mỗi ngày cũng nhanh chóng hơn, giúp mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Còn điều mình thấy đáng yêu nhất là khi mọi người đăng ký sẽ được tặng một ấn phẩm QR có một bé nhân vật theo mệnh của chủ shop nữa. Huyền mệnh thủy cho nên là chọn mệnh kim nha, bởi vì kim sinh thủy, tương sinh thì đắc lộc, công việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn. À mà đặc biệt là cái mã QR này có công nghệ chống in giả luôn nha, chống đè tiên tiến luôn. Đó, mọi người nhìn vào cái bản QR nó sẽ có những cái ánh màu. Bên ACB ship cho shop mình cái mã QR cứng cáp lắm, để ở shop như là con mèo chiêu tài vậy đó. Thiệt sự mà nói, nhìn shop của mình phát triển từng ngày, từ vài đơn đến cả trăm, cả ngàn đơn mà Huyền cũng vui lắm. Bữa nay là có thêm người bạn đồng hành là giải pháp quản lý cửa hàng từ ACB thì Huyền cũng yên tâm việc quản lý hơn, để mình có thời gian tập trung vào chất lượng sản phẩm nè, sao cho nó tốt nhất để gửi tới tay khách hàng. Nhân đây thì Huyền cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm của Huyền Phi 97 nha. Nếu như mọi người cũng đang kinh doanh buôn bán giống như Huyền thì nhanh tay tải app ACB One về để nhận ngay những ưu đãi cũng như là khám phá giải pháp buôn bán chất